Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Tu sĩ ở tịnh thất Bồng Lai ra tòa, đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo. Tin tưởng bạn trai trên mạng, người phụ nữ ở Trà Vinh bị lừa 150 triệu. Hé lộ nhân thân bất hảo của nhóm đối tượng đe dọa thu tiền gửi xe ở bãi cỏ lau Ba Vì. Bị cáo Lê Tấn Hùng ứng tiền khắc phục hậu quả tham ô cho các đồng phạm trong vụ sai phạm tại Sacri. Công an thành phố Sầm Sơn bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại cây ATM. Bắc Giang khởi tố 2 tài xế làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Sau đây mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Tu sĩ ở tịnh thất Bồng Lai ra tòa, đám đông đội mưa chờ, hô to ông Lê Tùng Vân lừa đảo. Vào 1 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12, phiên tòa phúc thẩm của vụ án liên quan đến tịnh thất Bồng Lai đã diễn ra. Trước đó, bà Châu Vinh Hóa sinh năm 1975 đã theo gia đình ông Võ Văn Thắng, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ sở tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm con gái. Trong quá trình xô xát giữa hai bên, bà Hóa đã cầm miếng gạch men ném về phía nhóm người tịnh thất Bồng Lai, khiến ông Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1988, tự xưng là tu sĩ ở tịnh thất Bồng Lai bị thương. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích là 13%. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm. Tại đây, ông Nguyên đã yêu cầu bồi thường đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc 40 triệu, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm, mua làm 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang sẹo cả đời là 1 tỷ đồng, cùng với nhiều khoản khác. Số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng. Từ 12 giờ 30 phút hôm nay ngày 9 tháng 12, trước cửa Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã có khá đông YouTuber và người dân hiếu kỳ. Khi xe của nhóm người thuộc tịnh thất Bồng Lai đến trước cổng, nhiều người đã hò hét lên tên ông Lê Tùng Vân và các đồ đệ. Tham gia vào phiên tòa, nhóm tịnh thất Bồng Lai có 2 người tham dự là ông Lê Thanh Nhị Nguyên, bị hại, và bà Cao Thị Cúc, chủ hộ. Đến phiên tòa cùng với bị cáo Châu Vinh Hóa, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột của Diễm My, cho biết: "Tôi không mong muốn gì hơn là chị Hóa được hưởng án treo, bởi lẽ chị ấy còn gia đình, phải nuôi con nhỏ." Đồng thời bà Mai cũng đã bày tỏ sự bức xúc khi vẫn chưa tìm được con gái. Bà nói thêm: "Tôi rất đau lòng khi xem đoạn video cháu xin tiền những người trong tịnh thất Bồng Lai. Vợ chồng tôi có thể lo được cho một cuộc sống đủ đầy. Suốt thời gian qua chúng tôi chịu tổn thất từ tinh thần đến vật chất, không thể nào tìm con được. Nếu những lời đồn là có thật, chuyện bầu bì, chuyện tu tập tại đó có xảy ra, tôi vẫn chấp nhận đón con về." Vào khoảng 16 giờ chiều, trời đổ mưa to. Nhóm người đứng trước tòa án nhân dân vẫn đợi mưa để chờ kết quả của phiên phúc thẩm. Để giữ trật tự, công an huyện yêu cầu ông Hoàn Nguyên, bà Vòng Kim Xuân, những người không có giấy triệu tập từ tòa án phải ngồi trên xe để tránh đám đông hiếu kỳ. Chuyển sang thông tin khác, tin tưởng bạn trai trên mạng, người phụ nữ ở Trà Vinh bị lừa 150 triệu. Ngày 9 tháng 12, công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thới, 38 tuổi, ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được tin báo về việc nữ nạn nhân bị bạn trai lừa đảo, cảnh sát làm rõ thủ phạm là Thới, bạn trai trên mạng, nên bắt giữ khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Hậu Giang. Theo trình báo, hồi tháng 10, chị này 34 tuổi ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tình cờ quen với Thới qua mạng xã hội. Thới lấy tên giả và nói đang làm quản lý tại một công ty xăng dầu ở Cần Thơ. Thới tạo được tình cảm với nữ nạn nhân. Sau khi nạn nhân tin tưởng, Thới bịa chuyện là gia đình đang gặp khó khăn, cần tiền để xoay sở. Chị xe tưởng thật đã chuyển khoản cho anh ta, mượn 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thới cắt liên lạc với nạn nhân. Tại trụ sở cảnh sát, Thới khai nhận đã sử dụng số tiền nêu trên vào mục đích cá nhân. Theo điều tra của cảnh sát, Thới không phải là quản lý cây xăng. Trong thời gian quen qua mạng với nạn nhân, Thới đang sống cùng bạn gái ở Cần Thơ. Hé lộ nhân thân bất hảo của nhóm đối tượng đe dọa thu tiền gửi xe ở bãi cỏ lau Ba Vì. Mới đây, công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ đe dọa, yêu cầu người đến bãi cỏ lau ven sông Hồng phải nộp tiền trông xe với giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi lượt. Trước đó, qua xác minh tin báo tố giác tội phạm, ngày 6 tháng 12 đến mùng 7 tháng 12, công an huyện Ba Vì đã triệu tập 3 đối tượng gồm Lê Như Phong, sinh năm 93, trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Nguyễn Sĩ Khâm, sinh năm 84, trú tại xã Vạn Thắng, và Nguyễn Trung Hòa, sinh năm 2003, trú tại xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 7, tại bãi cỏ lau ven sông Hồng, thuộc thôn Phú Thịnh, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thấy có nhiều người đến chụp ảnh,
ba đối tượng đã đến đe dọa yêu cầu nộp tiền trong xe với giá 10.000 đồng xe đạp điện và 20.000 đồng với xe máy. Theo cơ quan công an thì Lê Như Phong đã có 2 tiền án tiền sự, Nguyễn Sĩ Khâm với 5 tiền án và tiền sự. Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để làm rõ tính chất vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Bị cáo Lê Tấn Hùng ứng tiền khắc phục hậu quả tham ô cho các đồng phạm trong vụ sai phạm tại Sacri. Trong vụ án, bị cáo Lê Tấn Hùng và đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Cáo trạng truy tố bị cáo Hùng chỉ đạo cấp dưới lập khống 10 hợp đồng với công ty du lịch Thanh niên Xung phong, công ty lữ hành Hòa bình Quốc tế để nhân viên đi du lịch, học tập nước ngoài, chiếm đoạt hơn 13,3 tỷ đồng. Tại phiên tòa về tội danh tham ô tài sản, quá trình điều tra cho thấy bị cáo Lê Tấn Hùng đã chủ động dùng tiền cá nhân nộp lại số tiền công ty bị thất thoát. Đến thời điểm hiện tại, Sacri đã được hoàn trả số tiền 13,3 tỷ đồng mà các bị cáo đã tham ô. Theo hội đồng xét xử, về nguyên tắc tội tham ô tài sản thì tất cả bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời chịu trách nhiệm dân sự, liên đới bồi thường lại số tiền đã tham ô. Trong đó bị cáo Hùng đã bỏ ra số tiền cá nhân để hoàn trả lại số tiền mà công ty bị thất thoát. Bị cáo Hùng có thể yêu cầu các bị cáo khác phải hoàn trả số tiền mà bị cáo đã tự ứng ra bồi thường. Bị cáo Hùng trình bày tại tòa trước khi bị khởi tố, bị cáo đã dùng tiền cá nhân để hoàn trả cho Sacri. Do thời gian quá lâu, bị cáo chưa xác định đã bỏ ra số tiền bao nhiêu để nộp lại số tiền công ty bị thất thoát nên chưa có cơ sở đòi lại khoản tiền này. Sau khi bị tính ra số tiền cụ thể, bị cáo sẽ có yêu cầu trong vụ án khác đối với từng bị cáo. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Trường, nguyên giám đốc công ty du lịch Thanh niên Xung phong đã ký khống 6 hợp đồng du lịch với Sacri để Lê Tấn Hùng cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền 4,9 tỷ đồng. Bị cáo Trường cùng đồng phạm hưởng lợi số tiền 347 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Trường trình bày về nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo có hành vi ký hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản rời tour, nhưng tình tiết diễn biến sự việc thì không giống hoàn toàn như cáo trạng. Bị cáo Trường khai khoảng tháng 8 năm 2016, bị cáo Hùng nói với bị cáo có nhu cầu tổ chức tour cho Sacri. Khi đang làm tour thì Sacri báo vướng làm lễ kỷ niệm nên chuyển tour sang năm 2017. Do rời tour nên bị cáo làm hợp đồng để xác định nghĩa vụ trách nhiệm hai bên. Sacri thanh toán tiền 6 hợp đồng 4,9 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi ký hợp đồng, bên Sacri báo thay đổi kế hoạch chương trình nên không thực hiện các tour này và thanh lý hợp đồng. Bị cáo Trường trình bày, bị cáo là người trực tiếp ký trên 6 hợp đồng trên, tuy nhiên bản thân bị cáo không có nhận tiền hay hưởng lợi. Cũng theo cáo trạng, bị cáo Đoàn Quang Hồi, nguyên giám đốc công ty lữ hành Hòa Bình Quốc tế, đã ký khống 4 hợp đồng về việc tổ chức đi tham quan, học tập nước ngoài năm 2016 để bị cáo Lê Tấn Hùng cùng đồng phạm chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng. Bị cáo Hồi hưởng lợi số tiền 586 triệu đồng. Trình bày tại tòa, bị cáo Hồi khai, bị cáo không quen biết bị cáo Hùng mà do bị cáo Nguyễn Thị Nguyên, nguyên kế toán trưởng công ty lữ hành Hòa Bình Quốc tế quen biết. Bị cáo Nguyên nói với bị cáo là Sacri có kế hoạch năm 2016 đi du lịch nên bị cáo đã cho nhân viên làm chương trình, báo giá rồi ký 4 hợp đồng. Quá trình ký hợp đồng, bị cáo Hồi được bị cáo Nguyên chỉnh ký và hợp đồng đã được Sacri ký tên trước. Theo bị cáo Hồi, sau khi ký hợp đồng, bị cáo Nguyên báo lại cho Sacri rời hợp đồng sang năm 2017. Bị cáo đã yêu cầu Sacri thanh toán toàn bộ tiền để giữ giá tour và Sacri đã thanh toán 4 hợp đồng qua hình thức chuyển khoản. Bị cáo Hồi khai thêm, sau khi Sacri thanh toán, bị cáo Nguyên báo lại là Sacri muốn nhận lại 70% tiền. Công ty đã trả trực tiếp 70% qua hình thức đưa tiền mặt, không đưa vào sổ sách. Số tiền 30% còn lại, năm 2017, công ty thực hiện tour đi Hàn Quốc cho 84 nhân viên Sacri. Bị cáo Hồi khẳng định không sử dụng cá nhân hay hưởng lợi số tiền 586 triệu mà cáo trạng truy tố. Công an thành phố Sầm Sơn bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại cây ATM. Công an thành phố Sầm Sơn vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1990 ở phố Kho Căng Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Công an thành phố Sầm Sơn nhận được tin báo, khoảng 19 giờ tối ngày 30 tháng 11 năm 2021, chị T, sinh năm 80 ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, vào cây ATM phố Thanh Ngọc, phường Trường Sơn, rút tiền thì bị một thanh niên đeo khẩu trang dùng dao kề vào cổ, sau đó cướp đi số tiền 5 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Sầm Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian điều tra truy xét, Công an thành phố Sầm Sơn đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Dũng là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Dũng khai nhận tối ngày 30 tháng 11, Dũng đã đeo khẩu trang và mang theo một dao nhọn đến cây ATM
Thấy chị T đang đứng rút tiền nên đã mở cửa, dí dao vào cổ chị T và cướp luôn số tiền 5 triệu đồng mà chị T vừa rút. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bắc Giang khởi tố 2 tài xế làm giả giấy xét nghiệm COVID-19. Ngày 9 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố 2 tài xế có hành vi làm giả kết quả giấy xét nghiệm COVID-19. Hai tài xế bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức gồm Lê Văn Tuấn sinh năm 93, Nguyễn Trung Dũng sinh năm 89, cùng trú tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trước đó, Công an huyện nhận được phản ánh về việc một số lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dũng, địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, sử dụng giấy thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 PCR giả. Làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dũng, lực lượng chức năng thu giữ được 20 giấy thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 PCR của Bệnh viện Hùng Cường có dấu hiệu làm giả. Ngày 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Tuấn và Nguyễn Trung Dũng là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dũng. Tại đây, cả hai lái xe khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin đến Công an huyện Hiệp Hòa để đầu thú.